Kính chào quý vị. Ngày 13 tháng 10, hơn 1.500 học viên Pháp Luân Công tới từ Đài Loan, Hồng Kông, Nhật Bản, Singapore đã có mặt tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc để tham gia một buổi diễu hành lớn. Cuộc diễu hành diễn ra bình hòa và hoành tráng, khiến người dân Hàn Quốc tại địa phương có thêm sự hiểu biết về Pháp Luân Công. Vừa đặt chân đến Hàn Quốc, các học viên Pháp Luân Công tại các quốc gia châu Á đã tập hợp đội hình và chuẩn bị xong cho cuộc diễu hành. Thiên Quốc Nhạc Đoàn hùng tráng mở đường, ba đội hình Hồng Pháp, Giảng Chân Tướng, Thoái Xuất tạo thành đoàn diễu hành xuất phát từ quảng trường Sùng Lễ Môn, nơi náo nhiệt nhất của Seoul. Những biểu ngữ này nói về hành trình hồng truyền 26 năm qua của Pháp Luân Công và tình hình hiện nay tại Trung Quốc. Trong đoàn diễu hành có cỗ xe hoa sen với các học viên biểu diễn các bài công pháp ở trên và đội tiên nữ. Cảm tạ sư tôn đã chỉ dẫn cho chúng tôi đạo lý nhân sinh, các dân tộc toàn thế giới đều chào đón Pháp Luân Đại Pháp, thế giới cần có chân thiện, nhẫn. Đoàn diễu hành đi qua dinh tổng thống, nơi cách không xa quảng trường Sùng Lễ Môn, rất nhiều người dân Hàn Quốc không khỏi kinh ngạc vì lần đầu thấy một đoàn diễu hành hoành tráng như vậy của học viên Pháp Luân Đại Pháp. Mọi người đều chụp ảnh lại, đọc chân tướng, vẫy tay chào hỏi. Một ít người dân mặc dù chưa hiểu rõ Pháp Luân Công lắm, nhưng cũng cảm thụ được sự bình hòa nơi đoàn diễu hành. Đội ngũ diễu hành hết sức khác biệt, bình hòa, cảm giác hết sức tốt. Cũng không phân biệt là người Hàn Quốc hay ngoại quốc, mọi người đều tựa như cùng một dân tộc. Điều đó khiến tâm linh tôi hết sức cảm động. Được tham gia cuộc diễu hành khiến một học viên Hồng Kông cảm thấy đặc biệt có ý nghĩa. Được đến Hàn Quốc để góp phần thể hiện vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, tôi thật sự vui mừng. Một học viên Hàn Quốc thêm một lần nữa biểu đạt sự cảm kích đến Ngài Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tu luyện, tôi đã có một tâm thanh tịnh, bình hòa, cùng thân thể khỏe mạnh. Vô cùng cảm tạ sư phụ đã chỉ lối tu luyện cho tôi. Dương Vân, phóng viên Tân Đường Nhân tại Seoul, Hàn Quốc đưa tin.